Chào mừng các con đến với tiết học hôm nay. Cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 3, chủ đề đô thị ngày nay, bài 1, mô hình nhà cao tầng, 2 tiết. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, bìa hộp. Mục tiêu bài học: học sinh nhận ra được sự đa dạng của các hình khối khi kết hợp với nhau tạo thành ngôi nhà cao tầng. Học sinh tạo được mô hình nhà cao tầng từ các khối bằng cách gấp, cắt giấy, bìa màu. Học sinh chỉ ra được sự tương phản của hình khối trong tự nhiên và trong sản phẩm mỹ thuật. Học sinh chia sẻ được cảm nhận về nhịp điệu của hình khối, màu sắc và cách trang trí mô hình ngôi nhà. Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1, khám phá. Các con hãy quan sát hình ảnh sau và chỉ ra các hình khối tạo thành ngôi nhà. Chi tiết tạo nên sự khác biệt giữa các ngôi nhà. Ngôi nhà có thể tạo thành từ nhiều hình khối khác nhau như khối vuông, khối chữ nhật. Mái nhà có thể tạo từ những hình tam giác. Có rất nhiều chi tiết để tạo nên sự khác biệt giữa các ngôi nhà. Ví dụ như hình trang trí, cửa sổ, cửa chính, màu sắc của ngôi nhà. Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 2, kiến tạo kiến thức và kỹ năng. Chúng mình có thể tạo ra mô hình nhà cao tầng theo những bước nào? Các con cùng quan sát hình ảnh sau. Chúng mình có thể tạo ra mô hình nhà cao tầng theo 3 bước sau. Bước 1, gấp giấy tạo khối mô hình ngôi nhà. Bước 2, trang trí thêm chi tiết cho mô hình ngôi nhà. Bước 3, tạo các bộ phận thể hiện đặc điểm riêng và hoàn thiện mô hình ngôi nhà. Lưu ý, có thể vẽ trang trí các bộ phận của ngôi nhà trước khi tạo mô hình ngôi nhà. Từ các hình khối cơ bản, có thể kết hợp vẽ và trang trí tạo được mô hình ngôi nhà. Ngoài ra, chúng mình có thể dùng vỏ hộp đã qua sử dụng để tạo mô hình ngôi nhà. Chúng mình cùng quan sát một số hình ảnh sau để hiểu rõ hơn về cách tạo mô hình ngôi nhà. Để các con hiểu rõ hơn về cách thực hiện, cô xin mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây.
Bây giờ là thời gian thực hành sáng tạo của các con. Nội dung thực hành: tạo mô hình ngôi nhà cao tầng theo ý thích. Gợi ý: các con hãy xác định hình khối của mô hình ngôi nhà cao tầng sẽ làm. Chọn vật liệu, tạo hình phối hợp phù hợp với ý tưởng về mô hình ngôi nhà. Vẽ và trang trí mô hình ngôi nhà cao tầng theo ý thích. Tham khảo một số cách gấp hình khối cơ bản. Các con cùng quan sát một số sản phẩm của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài thực hành của mình. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các con hãy trưng bày và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Các con hãy chia sẻ cảm nhận của mình về mô hình ngôi nhà mà con yêu thích, điểm con ấn tượng trong mô hình ngôi nhà, tỷ lệ giữa các hình khối trong mô hình ngôi nhà như thế nào, sự tương phản lặp lại của hình, màu trong mô hình ngôi nhà như thế nào, con sẽ điều chỉnh như thế nào để mô hình ngôi nhà của con hoàn thiện hơn. Các con cùng nhau đi tìm hiểu nội dung vận dụng phát triển của bài học. Các con hãy cùng quan sát một số hình ảnh sau và cùng bạn kết hợp các mô hình ngôi nhà cao tầng để tạo thành khu đô thị, chung cư. Chia sẻ những điều con biết về cuộc sống và nét văn hóa ở mỗi khu dân cư. Nhịp điệu của hình khối, màu sắc trong các khu nhà tạo vẻ đẹp và sự hấp dẫn cho không gian sống. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, khu vui chơi của chúng em, 2 tiết. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, bìa hộp cho bài học hôm sau. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.